Hello mọi người, lại là mình đây. Trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người mua kèo Aerodot nhận token Bole nhá. Nó sẽ dựa trên nền tảng Solana nhá. Đấy thì mọi người cần phải có ví Solet.io nhá. Mọi người có thể lên mạng hoặc lên các video trên YouTube để tạo một cái ví Solet.io nhá. Đấy thì tạo đơn giản thôi. Đấy. Thì tham gia được cái kèo này thì mọi người nếu như may mắn hoặc là nó trả thưởng uy tín thì mọi người sẽ nhận được token Bole này. Đấy, token Bole. Thì mọi người cần phải có một tài khoản Discord nữa nhá. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ để link phần mô tả. Mọi người có thể kích vào link và làm theo từng nhiệm vụ nhá. Đây, thì nhiệm vụ đầu tiên mọi người sẽ join vào nhóm Discord này. Verify, sau đấy mọi người sẽ lấy username Discord mọi người dán vào đây nhá. Mở Discord lên. Đây Discord này, có chữ Discord. Đối Discord thì tên cửa hàng Xe Play hoặc cửa hàng iOS thì mọi người đều có nhá. Tải về và cài đặt thôi. Bấm vào chấp nhận lời mời này. Tích vào giờ này. Đấy, tích vào hai cái đấy. Sau đấy bấm kéo sang phải này. Kéo cái này sang phải đấy. Bấm vào Exchange này. Tích vào đây tiếp. Đấy. Đây này cũng là tích vào đây nhá. Rồi, là kéo sang phải này. Ông mình quay lên này. Tích vào dấu thăng này nhá. Dấu thăng này. Đây ạ, mọi người tích vào những cái dấu này nhá. Đây này, đây này. Hoặc là đây nữa này. Đấy, bấm vào đây nữa cho nó chắc chắn. Đây, thằng. Rồi, 100%. 100%. 100%. Đấy, cứ bấm vào theo nó nhá. Đấy, kéo sang bên này tiếp. Bấm vào đây, ở đây 100%. Ok, vào đây tất cả kênh nhá, kênh này thì không cần đấy. Đây dạng kiểu như nó là phải bắt mọi người phải làm thế nhá. Đấy, nhiều kênh lắm mọi người nhá. Đây nhá, bấm vào ba cái này nữa. Sao trên này đây người ta gửi được mà mình không gửi được nhỉ? Mọi người bấm vào bot này. Bấm vào đây nhá để xem nó có bắt verify gì không. Kết nối không được. Ok, như vậy là xong. Đấy thì mọi người cứ bấm vào những các kênh này rồi mọi người bấm vào để kích hoạt là được nhá. Bây giờ mọi người bấm vào phần nhấn trên điện thoại mọi người đang ở trong này đúng không? Mọi người kéo sang phải này thì mọi người có phần verify gì đây? Mọi người phải nhập mã captcha nữa này. Mọi người thêm được mã captcha này.
Đây, mở các trang của mọi người đây. À, cái này mình nhập rồi. Xem nào. Bấm chuyến chuyến N dưới này. Nhập lại tiếp. E4. Ok, đã về verify nhá mọi người. Đấy, mọi người phải verify. Đây, giả sử bây giờ này. Mọi người thấy cái bot này ạ. Đấy, là mọi người phải bấm vào cái bot này. Sau đấy mọi người bấm verify nhá, nhập mã captcha này để verify. Ok, mình đã verify đây. Chúc mừng thành công rồi. Sau khi mọi người đã làm tất cả các nhiệm vụ rồi, mọi người bấm vào đây nha, ba gạch dưới này. Bấm vào gạch dưới này. Sau đấy mọi người sẽ copy cái dòng này, username này mọi người đây. Mình không sao chép được. Mọi người nhớ xong mọi người dán vào đây. Nhập vào đây. Ok. Đã xong đúng không ạ? Bây giờ nhiệm vụ thứ hai là nhiệm vụ join vào nhóm Telegram này. Tham gia này. Ok, trở lại. Mọi người nhập username Telegram mọi người vào. Ok. Bây giờ vào vào Twitter này, retweet bài đăng này. Đúng ạ. Retweet lại bài đăng. Retweet bài đăng, like and retweet bài đăng. Ole và copy. Mọi người sẽ like nhá. Like này. Mở retweet bài đăng này và gắn thẻ tan này nhá. Gắn thẻ tan vào. Bấm vào đây. Sau đấy bấm trích dẫn này. Ok, bấm retweet bài đăng. Và gắn thẻ tan vào. Xem lại nào. À, thấy là hết đúng không? Ok. Đấy, mọi người làm như thế nhưng mà nhà mình nhá. Đấy, xong mọi người bấm tweet lại này. Ok, như vậy là xong. Tiếp đến mọi người bấm vào phần xem luôn. Copy link này. Sao chép này. Mọi người gắn vào đây. Đây. Ok. Submit ví Solana nhá. Mọi người sẽ lấy ví Solet nhá. Solet.io mọi người sẽ vào trang Solet.io để mọi người tạo một ví Solet nhá. Đấy. Mình sẽ mở ví Solet lên. Sau đấy mọi người sẽ lấy ví ở trong này nhé. Đây, ví Solet của mình đây. Sao chép này. Ok. Gửi vào đây. Tiếp theo mọi người sẽ bấm OK này. Rồi, dưới này sẽ có những câu hỏi như sau. Thì dưới này là mình sẽ dừng video đoạn này. Câu hỏi mình sẽ để link phần mô tả cho mọi người vào đấy lấy câu hỏi và viết theo nhá. Ok. Ok, sau khi mọi người sẽ nhập tất cả câu hỏi như thế này rồi, mọi người sẽ bấm gửi nhá. Đấy. Rồi câu hỏi thì mình sẽ để link phần mô tả cho mọi người luôn. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ bấm gửi luôn này. Ok. Rồi, như vậy mình đã hướng dẫn mọi người một kèo Aeros nhận token Belo thì mong nó sẽ trả thưởng cho mọi người. Thì mọi người có thể đăng ký và làm ngay bây giờ. Link của cái kèo iDot này và những câu hỏi mình sẽ để link phần mô tả cho mọi người. Những ai quan tâm vẫn có thể đăng ký ngay bây giờ. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video tiếp theo. Mong mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ mình.